Như bạn đã biết thì gần đây Intel cho ra mắt CPU mới với codename là Kaby Lake, hay còn được anh em IT Việt Nam thân thương gọi là hồ cà phê. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh hai CPU đến từ hai hãng sản xuất CPU hàng đầu hiện giờ đang có mức giá kháng hàng nhau là Intel Core i3-8100 Kaby Lake và AMD Ryzen 3-1200. Chiếc CPU Core i3-8100 hiện giờ đang có giá cao hơn khoảng tầm 300.000 so với chiếc Ryzen 1200. Về mainboard thì hiện tại các mainboard hỗ trợ Ryzen lại còn rất nhiều, và các dòng mainboard chipset A320 chỉ có giá tại FPC là từ khoảng 1,7 triệu đồng. Còn mainboard socket 1151V2 hỗ trợ cho CPU Coffee Lake thì thấp nhất tại FPC có mức giá là 3,4 triệu đồng. Tức là giờ nếu so sánh hai nền tảng, một bộ máy Ryzen 3-1200 mới có thể mua được mức giá thấp nhất là 4,5 triệu đồng. Còn i3-8100 thì chúng ta sẽ phải có một combo loanh quanh 6,4 triệu, tức là chênh nhau 1,9 triệu hay nói cho dễ hiểu là gần 2 triệu đồng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra hiệu năng của hai nền tảng AMD và Intel này để xem với số tiền bỏ ra như vậy các bạn sẽ có hiệu năng ra sao. Cả hai bộ máy test trong video hôm nay thì ngoại trừ mainboard và CPU thì có tất cả các linh kiện giống hệt nhau, đều sử dụng card MSI GTX 1060 6GB này, OCV2, Tiger và 16GB DDR4 cùng một loại RAM luôn. Đầu tiên qua thử nghiệm với phần mềm Cinebench ở mức xung nhịp ổn định 3.8GHz thì CPU Ryzen 3-1200 đạt được điểm là 563 điểm. Còn i3-8100 đạt được 589 và 583 qua hai lần test, trung bình thì là 586, cao hơn 4% so với chiếc Ryzen 3-1200. Con số chênh lệch ở phần mềm Cinebench thì thực sự là không đáng kể. Về test game thì mình không có nhiều thời gian để test kỹ nên đã dừng lại ở hai game khá hot hiện giờ là PlayerUnknown's Battleground này và Assassin's Creed Origins. Ở game PUBG thì mình đã cho cả hai nick chơi cùng một phòng, hiển thị cùng một cảnh trong game và cùng setting đồ họa 1080p medium giống nhau. FPS ở trên cái bộ máy Intel ấy thì có trung bình là 72, cao hơn khoảng 20% so với bộ máy AMD ở mức 62 FPS. Còn một điều đáng nói nữa là với bộ máy AMD Ryzen 3-1200 ấy thì thi thoảng có xảy ra hiện tượng drop frame vì mình đã sử dụng cái phần mềm GeForce Experience quay lại màn hình. Còn bên bộ máy i3-8100 thì không hề xảy ra hiện tượng này. Không biết có phải vì dùng card Nvidia mà Nvidia ghét AMD nên cố tình làm thế hay không nữa. Chuyển qua tựa game Assassin's Creed Origins thì max setting 1080p, chúng ta gặp lại một câu chuyện khá là tương tự. Khi bộ máy Ryzen đạt FPS trung bình ở cái cảnh giao chiến là khoảng tầm 37 FPS, còn bộ máy Intel là 41 FPS. Khác biệt tuy vẫn nghiêng ở phía Intel nhưng lần này lại không nhiều, chỉ khoảng 10%. Cả hai máy đều chưa mượt mà. Nhưng sau khi ghi hình lại bằng GeForce Experience và xem lại thì thấy video bị giật khá nhiều trên cả hai bộ máy. Lúc game thì không bị giật nhá, chỉ lúc nào xem lại video thôi. Từ bên này thì mình có thể kết luận được là cả hai cái CPU này không phải dành cho streamer. Và qua một số bài test nhanh vừa rồi, mình hy vọng đã đem lại cho các bạn được một cái nhìn tổng quan về hai CPU hot nhất hiện giờ dành cho anh em muốn build một cái máy chơi game giá rẻ. Có một lại thì nền tảng Intel Coffee Lake trong video này sẽ có hiệu năng cao hơn từ 10 đến 20% khi chơi game so với bộ máy AMD Ryzen, nhưng mức giá sẽ chênh lệch hơn khoảng tầm gần 2 triệu đồng, nghiêng về phía Intel i3-8100. Nếu bạn muốn tiết kiệm tối đa thì hoàn toàn có thể chơi bộ main AMD A320 và chip Ryzen 3-1200 thay cho main Z370 và i3-8100 vì giá main board dành cho Kaby Lake cũng còn khá đắt. Hy vọng mọi người đã có thêm những kiến thức nhất định về hai CPU mới của Intel và AMD trong video hôm nay. Nếu thấy video ích thì nhớ bấm nút like cũng như là đăng ký với kênh để theo dõi nhiều video công nghệ khác trong tương lai. Link tất cả các sản phẩm từ main, từ chip, từ RAM, từ các thứ thì mình sẽ để ở trong phần mô tả video. Anh có thể click vào tham khảo. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video lần sau.